À, qua đây là có nhiều bác gọi điện hỏi em là bác năm nay bằng này tuổi thì bác lên sử dụng cái đồ thờ là bằng gốm sứ hay là bằng đồng thì tốt. Thì hôm nay mình cũng tiện đây mình chia sẻ cho mọi người là gia chủ ấy thì lên để cái bộ đồ thờ, bộ ngũ sự ấy, là bằng đồng hay bằng gốm sứ hay là bằng gỗ thì hợp lý. Thì mình nói qua ở đây là một cái bộ bộ đồ thờ ấy thì nó lại bao gồm nhiều món lắm. Thí dụ như là riêng cái bộ ngũ sự là nó có một cặp chân nến, đôi đôi con hạc mà đứng trên lưng cái con rùa ấy. Đấy, và một cái đỉnh hương rồi sau đó là bát hương. Đấy, bát hương rồi là cốc chén rồi là thậm chí là đũa rồi là đôi lọ hoa. Đấy, đôi lọ hoa rồi là ba cái hũ. Đấy, ba cái hũ tiền, hũ gạo và hũ muối đấy. Rồi là nó nhiều lắm, rồi là đĩa rồi mâm rồi là rất nhiều thứ mà để được ở trên ban thờ. Thì mình sẽ đưa ra một số những cái ý kiến để tư vấn cho mọi người thế này. Những cái bàn thờ mà bé đấy, bàn thờ mà bé thì không cần phải đầy đủ một cái bộ ngũ sự, chỉ cần là một cái bát hương rồi là hai cái lọ hoa thế là được, không cần thiết phải cầu kỳ đấy. Còn những cái nhà bác nào mà có bàn thờ to, bàn thờ tại gia to hoặc là bàn thờ từ đường đấy thì mình làm cầu kỳ, mình thể hiện cái lòng thành của mình đến với các cái bậc tổ tiên hay chỉ đơn giản là mình thích thôi. Thì các bác hãy xem trong cái ngôi nhà của mình đấy. Các bác xem trong cái ngôi nhà của mình thì ở đây là mình đang đang thì ở đây là mình đang trong ngôi nhà nó có nhiều gỗ quá, nó thiếu gỗ hay là nó nhiều đồ đồng quá, nó nhiều đồ đá, nhiều đồ gốm sứ quá thì mình làm nào để mình đặt cái bộ lên nên nó tạo ra cái cảm giác như mình nói là hài hòa. Đấy, như mình nói là hài hòa. Ví dụ như là nhà một cái bác chơi rất là nhiều đồ đồng thì mình thay đổi đi là trên ban thờ của mình là mình đặt gốm sứ hoặc là bằng gỗ, không chơi đồ đồng nữa chẳng hạn vậy. Hoặc là nhà mình là có rất là nhiều đồ 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 gỗ rồi, đồ gốm sứ rồi thì mình đặt là đồ đồng. Thì người ta nói là nhất đá nhì đồng tam sành tứ gỗ, thì các bác cứ chơi bộ đá mà làm bộ đồ thờ ấy thì em chưa thấy bác nào làm, chỉ có là mình có thể làm cái bộ lăm chén và cái đĩa bằng đá thì có, hoặc là sáu cái bát bát thờ ấy, bằng đá đấy, bằng ngọc đấy thì có đấy, chứ còn lư hương mà bằng đá thì em chưa thấy, đỉnh mà bằng đá thì em cũng chưa thấy. Đấy, thì có thể là đá thì ít, người ta ít sử dụng cái chất liệu đá để làm cái đồ thờ, nhưng mà nhất đá nhì đồng, đồng thì rất là nhiều, đồng thì dân mình ưa chuộng đồng. Đấy, thứ nhất là đồng rất là bền, có thí dụ mà có bị không bao giờ mà tự nhiên mà nó bị vỡ cả. Đấy, các bác thấy cái ban thờ của nhà mình mà nó không tốt hoặc là cái khí nó nặng hoặc là đơn giản tự nhiên một ngày nào đó cái sứ ấy nó kém chất lượng, nó nứt ra, nó gây ra vỡ thì gia chủ lúc đấy sẽ rất là lo lắng, sẽ nghĩ rằng là động long mạch rồi là đã chạm đến cái gì đấy không tốt. Nhưng mà nó tạo ra cho cái gia chủ một cái sự lo lắng vô hình. Cho nên là người ta thích chơi cái đồ
Đồng là vì vậy rất là bền, không bao giờ sợ bị nứt vỡ gãy, không bao giờ sợ cả. Đấy. Thì cũng tùy thôi, đồ gốm sứ bây giờ người ta làm cũng rất là đẹp và rất là cầu kỳ, rất là nhiều cái chất liệu men thì cũng rất là đẹp và rất là bền, rất là dày, cũng khó vỡ lắm. Hoặc là bằng gỗ cũng có. Đấy, nhưng mà cái bát hương thì em chưa thấy làm ai làm bằng gỗ bao giờ. Cái đỉnh thì cũng chưa thấy ai làm bằng gỗ bao giờ. Thì chỉ có là cái đôi hạc chân lếm thì có, người ta có làm bằng gỗ. Rồi là các cái loại cốc đũa thì là bằng gỗ. Đấy. Thì ở đây là thứ nhất em tư vấn cho các bác, đấy là tùy các bác thích và các bác thấy là cái ngôi nhà của mình nó nặng cái gì quá thì mình tránh cái đấy đi. Thì đấy là thứ nhất, mình dựa trên cái ngôi nhà của mình. Cái yếu tố thứ hai là mình dựa trên cái tuổi theo ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thì thí dụ như là các bác ở mệnh thủy thì thủy sinh mộc thì các bác có thể là chơi cái đồ gỗ, hoặc các bác mệnh mộc, mộc sinh thổ thì các bác có thể chơi đồ gốm sứ. Đồ gốm sứ là nó cũng là thuộc cái hệ thổ, bản thân nó là từ đất lung lên mà. Đấy. Đồng thì nó tượng trưng cho cái hệ kim, kim loại. Đấy. Thì tùy các bác thôi. Theo cái năm sinh của các bác. À, thế thì thí dụ như cái đồ đỡ đồ thờ này thì có nên thay đổi hay không? Thì theo em nghĩ là không nên thay đổi nhiều. Khi mà các bác chơi, các bác đặt lên rồi là nó sẽ là một cái của để dành cho con cháu mai này tiếp tục thờ cúng, tiếp tục lau chùi, chứ không nhất thiết là phải thay thế. Vì thế nên là rất nhiều các bác đã chọn ở đây là chọn đồ đồng vì nó bền và nó để được đến nhiều đời sau. Rồi em là toàn phong thủy, hôm nay em chia sẻ ngắn cho các bác như thế để các bác có cái nhìn nó khách quan hơn về để mình đặt cái bộ đỉnh đồng, bộ ngũ sự ở trên ban thờ là chất liệu gì các bác nhé. Em là toàn, các bác ấn cho em một cái subscribe kênh YouTube này của em nếu như cảm thấy nó bổ ích.